Video này là hình ảnh của gần 400 căn biệt thự và đã ở đến 70-80% thuộc phân khu biệt thự An Khang, khu đô thị Dương Nội, quận Hà Đông. Một phân khu được yêu thích nhất của những người đã sở hữu những căn biệt thự đẹp. Điểm cộng cho những căn biệt thự An Khang là được xây cao với chiều cao tới 5 tầng, bao gồm cả tầng hầm, và được xây nhiều diện tích đất nhất. Do vậy, công năng sử dụng của những căn biệt thự ở phân khu này giải quyết được hầu hết mọi nhu cầu thiết yếu cho một gia đình đông người, từ 3 đến 4 thế hệ. Cũng như việc làm văn phòng công ty, trụ sở công ty ngay chính trong căn biệt thự rộng 500 đến 800 mét vuông sàn xây dựng như thế này. Một vài căn biệt thự có diện tích rộng, gia chủ đang cần chuyển nhượng nhanh, đã giảm giá từ 4 đến 8 tỷ so với những tháng trước. Nếu quý bác anh chị quan tâm, hãy gọi ngay cho tôi để xem nhà và giao dịch nhé.